Vâng, như vậy là theo kết quả thả đồng xu thì ca thủ The Wing sẽ là người thực hiện trước ở trong là sút này. Người thực hiện quả đầu tiên cho The Wing là số 10 Đặng Thanh Sơn. Thanh Sơn và thủ môn Tân Hiền. Đây sẽ là những thời khắc quyết định của trận cầu chung kết đây. Tuyệt vời, như vậy là thủ môn Nguyễn Tiền Điền đã phán đoán hướng cánh phải chính xác. Và đây sẽ là người thực hiện vào sút đầu tiên của ca thủ Tân Phú. Đây là cầu thủ Phạm Quốc Thiên. Quốc Thiên và thủ môn Kim Cường. Kiên Cường, đúng là Kiên Cường. Như vậy thì số Bến Lang là không đều. Ngay cả ở trên sân Ba Đình thì cả hai đội cũng đang cho thấy được sự căng thẳng và cân bằng của mình. Người thực hiện quả sút tiếp theo cho The Wing là chị Tin Tâm. Tin Tâm và Thanh Hiền. Lần này thì cầu thủ của The Wing là Đinh Tâm đã chính xác ở trong loạt sút thứ hai dành cho ca thủ The Wing. Còn đây là loạt sút thứ hai dành cho Hà La Tân Phú, người thực hiện là Trần Như Huy và vẫn là thủ môn Kinh Cường. Cũng vẫn là góc ở bên phía cánh phải Kinh Cường. Và như vậy là tỷ số The Wing 4-1. Người thực hiện loạt sút thứ ba dành cho ca thủ The Wing là Ngô Xuân Huy. Xuân Huy và thủ môn Nguyễn Thanh Hiền. Wow, cho dù đã kẽ chạm tay vào bóng nhưng Thanh Hiền đã không thể cản phá tình huống vừa rồi. Và đây là quả sút thứ ba của cao thủ Tân Phú. Người thực hiện là Duy Quang và vẫn là thủ môn Kiên Cường. Rất nhẹ nhàng, một tình huống xử lý nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chính xác của Duy Quang. Và tỷ số được quân bình 2-2. Còn đây là loạt sút thứ tư. Người thực hiện là Đức Phong và thủ môn Thanh Hiền. Tình phòng Đức Phong đã quá tâm lý và đã đá ra ngoài ở trong bóng rồi. Vẫn là 2-2. Còn đây là loạt sút thứ tư của cao thủ Hanha Tên Phú. Người thực hiện là đội trưởng Văn Thi. Văn Thi và vẫn là thủ môn Kinh Cường. Rất chính xác. Như vậy là tỷ số được nâng lên 3-2 cho ca thủ Hà Gia Tân Phú. Còn đây là loạt sút thứ 5. Lê Xuân Công là người thực hiện. Và thủ môn của Tân Phú là Nguyễn Tân Hiền. Trong khi đó thì Tân Phú quả. Xin chúc ông vua mới của giải bóng đá Lão Tướng. Xin mời tập thể của đội bóng vô địch của giải bóng đá CJ Cup Lão Tướng, ca thủ Hà Tân Phú. Ôi đứng dần sau. Đây là bục để nên cúp Lâm Lưu cùng với bản danh thị. Tuy nhiên đây chỉ là cúp Lâm Lưu, còn ngay sau cách đây ít tuần nữa thì sẽ có buổi gala để trao các phần thưởng chính thức. Còn đây chỉ là một chiếc cúp Lâm Lưu và một bản danh thị. Xin mời anh Trương Hoàng Bắc là phó ban xuất giải sẽ lên trao tặng
chiếc cúp lên lưu này, chiếc cúp rất đẹp dành cho đội vô địch của CSC năm nay. Don't be suspicious. Everything is getting stronger.